Phát hiện con nhện bạch tạng trên trần nhà, chàng trai đăng lên mạng hỏi thăm, liền nhận được câu trả lời đáng sợ. Mới đây, một nam thanh niên trong lúc đang nằm trên ghế salon đã vô tình phát hiện một con nhện có màu trắng đục bò trên trần nhà. Nghĩ rằng con nhện bị bạch tạng, thanh niên lấy điện thoại quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội để khoe. Nhưng nào ngờ, con nhện đang sinh sống trong nhà nam thanh niên không đơn giản là một con nhện bạch tạng, mà chính là một con nhện zombie, hay còn gọi là nhện xác sống. Được biết, nhện xác sống là tác phẩm kinh dị được tạo thành bởi một chi nấm ký sinh có tên là Cordyceps, thông qua một quá trình gọi là nhiễm ký sinh. Trong quá trình này, nấm Cordyceps lây nhiễm vào cơ thể của vật chủ bằng cách tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua việc tiếp xúc với môi trường mà nhện sinh sống. Khi Cordyceps đã xâm nhập được vào cơ thể của con nhện, nó bắt đầu tận dụng các nguồn dinh dưỡng trong cơ thể của nhện để phục vụ cho mục đích phát triển và sinh sản nấm con. Chưa dừng lại ở đó, nó còn có khả năng điều khiển cơ thể của con nhện bằng cách sản xuất các chất hóa học làm thay đổi cấu trúc hóa học của não bộ và hệ thần kinh của nhện, khiến con nhện trở nên mất tự chủ và không còn khả năng tự bảo vệ. Ví dụ, nấm có thể khiến nhện leo lên vị trí cao trên thân cây hoặc một mỏm đá để phù hợp cho môi trường phát triển của nấm. Khi nấm đã chiếm được quyền điều khiển, nó thường sẽ phát triển và xây tổ trên cơ thể của nhện, từ đó phát tán ra những mầm bệnh để lây nhiễm sang các con nhện khác. Điều này tạo ra một chu trình ký sinh vô cùng đáng sợ, ảnh hưởng không chỉ đến cá thể một con nhện mà còn sai khiến được cả cộng đồng của chúng. Một trong những ví dụ gần gũi về chi nấm Cordyceps có mặt tại Việt Nam, đó chính là một vị thuốc bổ nổi tiếng có tên là đông trùng hạ thảo, thường được phát hiện ký sinh trên nhộng tằm hoặc con tằm với hình thức tương tự. Vì thế, khi thu hoạch, nó sẽ có hình dạng một cây nấm ký sinh trên một con tằm. Quả thật, cuộc sống này có quá nhiều điều nghịch lý. Thứ giết chết các loài khác lại vô tình tạo nên vị thuốc bổ cho một loài khác. Còn bạn nghĩ sao về loài nấm ký sinh đáng sợ này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Tình Bà Phúc Bí Ẩn biết nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.